Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2024, tức ngày 8 tháng 4 năm Giáp Thìn, tại chùa Tích Sơn, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Trang Nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568, Dương lịch 2024. Tại buổi lễ, Chư Tôn Đức đã đọc thông điệp Đại lễ Phật Đản của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và diễn văn Phật Đản của Đức Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiếp theo, hội chúng đã trang nghiêm lắng nghe ý nghĩa Phật Đản Phật lịch 2568 của Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương. Cuối buổi lễ, Chư Tôn Đức và toàn thể hội chúng đã dâng hương bạch Phật, xướng tụng hồng danh Đức Bản Sư và nghi thức tắm Phật, phóng sinh, thả bóng bay cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình trong niềm hoan hỷ, an lạc.